Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về lối chơi của con game One Piece Ambition nha. Có lẽ anh em đã đọc thông tin thì sẽ biết con game này rồi. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì chưa được chơi, mà đây là đang ở bên bản Trung anh em nha. Ok. Wow. Mở đầu luôn là một phát liên quan đến câu chuyện của anh Zoro khi mà bị bắt. Hỏi luôn. Căng đét nhở. Kobe, Luffy này, chuẩn bị lao vào giải cứu chưa? Mở đầu phát là có quả câu chuyện hay phết nhỉ. Thực ra là có thể skip được ấy, nhưng mà mình không muốn skip. Cô bé này như là mang đồ ăn cho Zoro đúng không? Chuẩn chỉ là như vậy. Này, em có hai miếng cơm nắm, anh ăn một cái đi. Rồi luôn. Nhìn thằng này ghét thật đấy. Ok, Luffy luôn. Ôi, Luffy một múc luôn anh em ơi. Mày này, láo này. Mày láo này, dính trưởng luôn. Ôi, ghiêu mượt. Ui. Ghiêu mượt luôn anh em ơi. Một phát cho mày dính trưởng luôn này. Ui, gom đó. Anh vết anh em ạ, được đấy. Rồi luôn. Ui. Vãi nồi skill kìa. Ui. Đỉnh nhờ. Wow, amazing. Đánh đấm đá tay. Game hay. Combat đá tay. Ây à, thằng nào nó dí vào đít mình chưa? Mày này. Skill mới à? Rồi. Chưa kịp kết liễu thì đã xong cái màn rồi anh em ơi. Rồi giờ bắt đầu là nói chuyện với Zoro này. Tớ sẽ cứu cậu nếu như mà cậu chịu tham gia vào băng hải tặc mũ rơm của tớ này. Nhưng mà Zoro tầm này là đói quá rồi anh em ơi. Phải ăn thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Ui. Hồi ức ùa về vách cả trưởng luôn. Thực sự luôn là One Piece thì mình mới xem đến cái tập là Luffy đến oánh nhau với băng hải tặc A Long thôi. Nhưng mà mình cũng là một fan phong trào mà. Nhưng mà thực ra thì cũng rất là thích những nhân vật ở trong One Piece. Đặc biệt là Monkey D. Luffy nha. Cười mồm ngoác ra giống mình anh em ạ. Kể lại cho Luffy nghe về câu chuyện là tại sao Zoro lại đi bắt anh em ạ. Mày này. Ê à. Ghê nhỉ. Mày làm sao? Con cờ hó này. Mày. Úi ồ. Sao có bỏ luôn. Mày này. Ê à, anh kia chỉ súng ạ. Đông à. Vào đây. Đây là mới dùng có 2 thanh kiếm thôi. À, 3 thanh rồi anh em ơi. Quay. Ui xôi. Tuổi gì? Một phát kiên liễu này. Ui, đau chưa? Chém luôn. Ây xì bà, ngon. Kêu được cái chứ anh em nhở. Ui, quay liên tội luôn. Ui, 3 thằng á. 3 thằng này vào đây, 4 thằng luôn. Bốn thằng mày vào đây. Ai chà. Bắn rồi. Ai chà, nó bắn kìa. Cú nhở. Thằng kia còn một tí máu nữa thôi anh em ạ. Mày này. Chết. Thằng lính kia chỉ còn một ít máu. Ủa. Nhưng mà lính nó công nhận nhiều thật, lại tiếp tục sử dụng skill này. Xoay kiếm này. Tam kiếm ấy. Ui dồi. KO luôn. Cái liêu kẻ địch luôn anh em ạ. Wow. Được đấy anh em ơi. Game hay. Wow. Không biết là bao giờ mới về Việt Nam đây anh em ơi. 3 sao luôn. Zoro anh em nhá. Lên level 2 luôn này. Tuyệt cả là vời, lực chiến tăng lên một chút này. Ok luôn. Công ngầu đen anh em ạ. À mày sợ chứ. Về có bố đấy. Rồi luôn, vừa nói xong thì cái thằng này đến. Một phát Luffy lao vào đấm luôn anh em ạ. Rồi nhân vật tiếp theo là Kobe anh em nhá. Để xem là Kobe có skill gì không đây. Rồi thằng lính phát hiện ra. Và bây giờ đang gọi quân đến anh em nhá. Nhưng không sao, múc nó luôn này. Đúng là 1, 2, 3 thắng gì. Rồi, thêm 7 thằng nước vào đây. Mới có 3 thằng, chưa ăn thua lắm. À, Kobe lao vào đây. Cái gì ấy? Skill kiểu lau nhà với cả trưởng luôn anh em ạ. Một đấm vào mồm. Nào, làm sao? Tính trưởng luôn này. Rồi, tiếp tục là 2 thằng cầm kiếm. Có vẻ như là đô con hơn. Mày này, đồ con này. À, thêm thằng nữa. Nhiều thế nhở? 5 thằng rồi. Tổng cộng là 5 thằng rồi. Mày đánh ai này? Ui à, ý xồi. Ây, cao su. Một phát lăn này. Xem sao. Mày này. Úi giời ôi. Dính trưởng luôn này. Ui giời ôi. Ai xì bà. Ngon. Một đấm nữa này. Ui đấm chưa. Một đấm phát này. Mày sẽ phải trả giá. Kết liễu luôn. Thằng Morgan nó cứ đứng kia thôi kìa anh em kìa. Đang nhìn bức tượng của nó anh em ạ. Rồi bây giờ nó quay lại này. Phải làm sao. Cứ tưởng là nó quay lại đánh mình nhưng không phải anh em nhá. Nó vẫn đang là điều quân thôi. Thế thì mày làm sao. Úi dồi ôi, dính trưởng luôn. Tiếp tục đi.
Ok này, một dã nữa này. Đau chưa? Bắn nó đi. Chờ tôi. Ui à, ui à, ui à. Wow, chờ lâu lắm rồi mình mới thấy một tựa game phong cách kiểu quánh đấm ngang màn hình như thế này anh em nhá. Ơ hay phết đấy. Chờ, lạ lạ. Lâu ngày quen chơi kiểu gacha, vượt ải các thứ, xếp đội hình. Tự nhiên này, bây giờ lại trải nghiệm có một con game đánh combat đã tay. Phê thực sự anh em ạ. Tiếp tục đi. Cái thằng kia bị bắt rồi. Thề luôn. Hài với cả trưởng luôn. Ok. Đấy là vượt xong một cái ải rồi này. Tiếp theo khả năng là chùm đánh Morgan đấy nhở. Ok. Rồi luôn. Mày làm sao? Mày chưa chưa? Làm sao mày đứng bắt là trẻ con đấy nhá. Ủa tao à? Vơ vả. Rồi luôn, hải quân bắt đầu đuổi theo rồi anh em ạ. Lại ba thằng lính hải quân nữa, thề lâu được đánh chùm ấy nhở. Khoan, cái vỏ ốc đấy là như thế nào nhở anh em nhở? Hình như nó tích lũy năng lượng và nó bắn ra được đúng không? Ừ, đúng rồi. Mình nhớ là như vậy anh em ạ. Rồi luôn. Thỉnh thoảng gọi anh Kobe ra anh cứ lau nhà thề hài với cái trưởng anh em ạ. Buồn cười với cả Bill. Cổ múc 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 này. Úi dồi ôi. Nhanh cho đánh con chùm tí xem nào. Nhanh cho đánh con chùm tí xem nào. Ủa không biết là sau này có học thêm một skill nhỉ? Hay là mỗi người chỉ có bấy nhiêu skill ta? Ui. Thốn chưa. Thực ra chơi tựa game này mình lại nhớ ngay đến tựa game là One Piece Pirate Warrior 4. Chơi ở trên PC anh em ạ. Ngày xưa khi mà Steam vẫn còn cho phát hành game ở bên Việt Nam ấy thì mình cũng có chơi tựa game đấy trên PC rồi, cũng đầu tư bỏ ra cả gần triệu bạc mua con game đấy về chơi, công nhận là combat đã thay. Nhưng tất nhiên là chơi trên đấy thì đồ họa nó xịn xò con bò hơn và đánh nó kiểu là tự do hơn, góc nhìn là ở góc nhìn cũng là góc nhìn thứ ba nhưng mà nó đánh kiểu bản đồ nó xịn xò con bò hơn chứ không phải là chạy ngang màn hình như thế này. À đi lấy kiếm cho Zoro. Ừ đúng rồi, quên mất đấy. Rồi Morgan bắt đầu này. Từ bắn Zoro à? Con bịp kia nuốt lời à? Đấy ơi, không sao nhá. Lấy được 3 thanh kiếm với cả cơ thể cao su của mình thì hoàn toàn có thể dùng bia đỡ đạn chắn được Zoro nha. Zoro há hốc mồm ngay. Cụt đấm vào mồm. Ây à, nhiều đấm đấy, không phải là một đấm đâu. Cụt lăn vào mồm. Úi dồi ôi, trưởng đau chưa? Một trưởng, ây à. Tùng cơ học, đánh nó. Úi dồi, đúng rồi. Ok chưa? Còn thằng nào nữa không? Dạ tất đây sao? Hết rồi à? Morgan mua kiếp đâu nhở? Rồi bắt đầu được cởi trói này. Bọn kia làm ở đây, nhanh lên cái thằng lù này. Đấy, Zoro bảo thế anh em nhá. Rồi, vừa cởi xong cầm được 3 thanh kiếm phát thì thôi. Một skill phát là lính hải quân nó phải nằm hết luôn anh em ơi. Chưa. Trông ngầu nhỉ? Ôi, ở trên tường của phòng của mình cũng có một bức ảnh Zoro anh em nhá. Hôm nào mình sẽ cho anh em xem. Ok luôn. Rồi, bắt đầu đến skill của Zoro đây này. Try đi. Để xem là... Ui, từ xong rồi. Quánh cái Morgan này. Không biết là Zoro quánh được Morgan hay không. Thằng mình dìu to lắm mà mình lại bị nhịn đói bao nhiêu lâu rồi. Không biết là Zoro ăn được hay không đây. Thôi thử đấy. Ây à, đau. Có đánh đau thật anh em ạ. Có thanh HP của nó cũng trâu nữa cơ. Ui, xoay kiếm. Ui, khả năng ăn được đấy. Tam của Zoro khá là to anh em. Ui, có cái dương này. Ăn luôn này. Ui, vai nồi skill. Ghê vậy. Ăn. Nhặt. Đúng rồi, hồi HP luôn anh em nhau. Ui, là trời. Được luôn này. Morgan tuổi gì. Ôi, tay kiếm. Ui, Zoro mạnh vai. Skill Zoro ở thời điểm hiện tại. Mạnh nhờ. Wow. Một chém đi. Mày này. Ui, đỉnh nhờ. Game hay, combat đã tay anh em ơi. Anh em thấy tựa game này như thế nào? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em muốn mình làm thêm video về tựa game này, cũng để lại comment ở bên dưới luôn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!